Đạo ta chỉ có một con đường thôi, tự mà tu tập lấy, mà thương cuộc đời. Tức là thương bằng cái tâm vô sân, cái tâm an lạc. Thương ở đây không phải là sự thương yêu ích kỷ, mà thương ở đây là một cái sự an lạc vui vẻ. Tức là mình hiểu Phật Pháp rồi thì mình không có cái gì mà phải đau buồn. Chúng tôi hay nói một câu là biết đạo không buồn chuyện thế gian, biết đủ không chi phải vội vàng, từ bi hỷ xả thì lòng thanh thản, mà nghe lời Phật dạy sống an khang. Sự tu thì quý báu hơn vàng, giúp người vượt khỏi muôn ngàn khổ đau. Bạc vàng sẽ bị tiêu hao, tu hành phước đức chẳng bao giờ mòn. Đức tuy không thấy mà còn, tài tuy thấy đó mà mòn không hay. Đức thì được hưởng lâu dài, tài thì chỉ được hưởng dài ngắn mau. Chúng ta nghe hai cái câu cuối, đức thì được hưởng lâu dài là phước đức á, nhưng mà tài thì chỉ được hưởng xài ngắn. Tài ở đây là vật chất á, của cải. Chúng tôi hay có câu nói như thế này: trên thế gian này không có cái tình nào bằng tình mẹ. Sẵn dịp hôm nay cũng là cái tháng Vu Lan, chúng tôi cũng nói đôi điều là thật sự nếu mà nói cái tình, tất cả các loại tình trên thế gian này thì không có cái tình nào bằng tình mẹ. Vì chúng ta thấy tình nào rồi cũng phai mờ trong tim ta, trong ký ức ta, nhưng tình mẹ thì không thể nào phai mờ được. Và cũng không có cái bằng nào bằng cái bằng lòng. Nghĩa là bằng lòng với những gì mình đang có, bằng lòng với cuộc sống của mình hiện tại, thì đó mới là an vui nhất. Còn nếu không bằng lòng với những gì mình đang có mà lại vọng móng mong cầu, thì chúng ta chỉ đi tìm cái khổ đau. Vì đạo Phật nó sẽ ngược lại cái cuộc đời, là buông bỏ một ít sẽ bớt đau khổ một ít, buông bỏ nhiều thì sẽ bớt đau khổ nhiều, buông bỏ hoàn toàn sẽ hết đau khổ hoàn toàn. Chúng ta phải hiểu cái chữ buông bỏ ở đây là nó không dính mắc ở trong tâm á, chứ không phải là mình đem của cải ra mình cho người ta hết là buông bỏ nghe. Ngẫm xem cho rõ chữ buông. Buông mà bỏ hết có đâu mà xài, buông mà sử dụng hàng ngày, xài không phân biệt, vật xài là buông. Cho nên ở đây hôm nay chúng tôi muốn giảng cái bài pháp á, là chúng ta phải tu, phải thực hành, phải ứng dụng lời dạy của Đức Phật vào trong cuộc sống này. Tức là phải hành trì đó. Đề tài hôm nay là chúng ta phải hành trì, phải tu tập lời dạy của Đức Phật. Vì nếu chúng ta không thực hành, không tu tập, thì nói nôm na là chúng ta cũng không nếm được cái vị an lạc của giải thoát như thế nào. Tu mà không học á thì vô minh che lấp, đúng. Tức là nếu như mình tu mà mình không chịu học, mình không biết gì hết, mình tu thì nó giống như mình tu mù, thì bị vô minh che lấp. Nhưng mà nếu mà học mà không tu á thì chấp ngã càng cao. Hiểu câu này không? Nhiều khi chúng ta có thể là học biết được rất là nhiều điều, nhưng mà nếu như mình không ứng dụng, mình tu tập á, để mình rèn luyện cái tâm mình á, thì cái ngã của mình nó cao lắm. Và cái đường lối của chúng ta tu á, là để thấy mình có tu hay không
chứ không nên nhìn người khác có tu hay không. Vì vậy mà chúng tôi hay khuyên rằng là đi tu là để thấy mình. Đi tu không phải để nhìn người ta. Mình có cái dở là mình hãy nhìn người ta xem người ta có tu hay không. Mà tại sao thì mình không nhìn mình xem mình có tu hay không? Thay vì mình bỏ công ra, mình có ngày mình nhìn người ta không à? Xem coi người này có tu, người kia có tu hay không. Mà khi mình nhìn người ta như vậy á, thì nó có cái điều bất lợi là gì? Người ta có tu thì không sao, mà lỡ người ta không tu cái mình nói à. Mà hãy nói như vậy thì nó lại sanh ra rắc rối, giống như mình sanh sự rồi đó. Thì tất nhiên là sự nó sanh. Còn ngược lại, nếu như mà mình tu mà mình nhìn vô mình có tu hay không á, thì nó khỏe lắm. Nếu mình có tu thì mình mừng, mà nếu mình không tu thì mình ráng mình tu. Cho nên cái chủ đề hôm nay chúng ta cũng có thể hiểu rằng là mình tu cho mình, chứ không phải mình tu dùm. Mình có cái bệnh là tu dùm hay lắm. Chúng tôi thí dụ nha. Tu dùm là sao? Tức là mình hay tu dùm người khác á. Mình xem người khác có tu hay không, cái mình thể hiện giống mình tu dùm vậy đó. Giống như thế này nè, giống như mình đi sang một nhà người bạn mình chơi. Mình thấy cái bà bạn đó, bà la con bà nó hư á, đứa con nó hư, nó bà la, bà giận, bà đánh. Thì mình tình cờ mình có mặt trong cái lúc đó. Thì nhiệm vụ của mình là mình khuyên. Mình nói thôi chị ơi, nó còn nhỏ dại, từ từ mà dạy nó. Chị nóng nảy như vậy không có tốt. Nhiều khi mình sân si quá rồi tăng xong huyết áp rồi tiểu đường rồi bại liệt luôn á, đột quỵ nữa, nguy hiểm lắm. Con cái nó còn nhỏ dại thì có gì mình từ từ mình khuyên nó, mà chị phải bình tĩnh lại. Thì mình khuyên như vậy thì cái người bạn của mình á, người chủ của nhà đang sân si với con, người ta cũng nguội dần. Nghe cái lời khuyên của mình á, người ta cũng nguội đi, người ta cũng bớt giận đi, rồi người ta cũng bình tĩnh lại, rồi người ta nói nhỏ nhẹ với con cái. Nhưng mà ngược lại cái người đó đó, mỗi lần mà về nhà của mình á, mà con cái mà làm gì trật ý sai ý thì lại nổi khùng lên, không biết phiên mình. Hiểu ý chúng tôi nói không? Tức là họ không tự không khuyên họ được, mà họ đi khuyên người ta thì hay lắm. Cho nên những cái người này chúng tôi đề nghị là mình nên mỗi lần mình khuyên người khác thì mình nên thâu băng lại. Để chi vậy? Để khi mình về nhà mình nổi sân lên á, mình cái lúc mình nổi sân lên thì mình nên mở cái băng ra để mình nghe. Tại vì mình tu dùm thì nó hay lắm. Cho nên hôm nay là chúng tôi hay nói rằng là người tu không biết giận lâu. Cái người tu thì nó khác hơn người không tu ở chỗ đó. Cái người có tu là họ giận không có lâu, nếu họ có giận nhưng mà họ giận không lâu. Vị tha nay đã thấm sâu vị đời, từ quan đức Phật rạng ngời, khai đường minh triết tỏ lời pháp hoa. Tâm người tu phải vị tha, thân an vững chãi bước qua giận thời, dù cho vật đổi sao dời, tròn câu bác ái vì người vì ta. Ngước lên thấy ánh trăng tà, ngó xuống để thấy ta bà vô minh. Bao la vạn vật hữu sinh, nhân duyên kết nối đậm tình giao thoa. Với lại là cái người mà họ tu á, thì họ biết được cái sự mà lời qua tiếng lại, cãi cọ đó. Họ thấy nó không có cái kết quả tốt. Chúng tôi hay khuyên rằng là người ham cãi cọ nào hay? Chúng ta đều chết một ngày gần đây. Khi ai hiểu rõ điều này, chẳng ham tranh cãi gây thêm muộn phiền. Lời qua tiếng lại có ích chi đâu.
sao không dừng lại kẻo hố thêm sâu. Luận tranh nào có ích gì, tranh cường hiếu thắng làm chi phiền hà. Ai người suy nghĩ sâu xa, nói năng tự chế bất hòa lặng yên. Như vậy thì hôm nay chúng tôi muốn giảng một cái bài pháp có tựa đề là chúng ta phải tự tu. Phật thì Ngài không có tu dùm, mình thì có cái bệnh tu dùm. Mình tu dùm hay lắm, mà tu cho mình thì dở, mà tu cho người khác rất hay. Đức Phật mà Ngài tu dùm được á, nhưng mà chúng ta đó thì Ngài sẵn sàng tu dùm cho chúng ta hết. Ở đây quý vị biết Đức Phật Ngài có bốn điều không có thể làm được. Thứ nhất là gì? Nhân quả không thể thay. Thứ hai là trí tuệ không thể trò. Thứ ba là diệu pháp không thể tả. Thứ tư là vô duyên không thể độ. Tại sao gọi là nhân quả không thể thay? Cái nhân quả của một chúng sinh, một con người thì Phật không thể thay được. Nhân nào thì quả nấy. Cái người mà có làm lành thì hưởng quả lành, cái người làm ác thì chịu quả khổ. Phật không có chi phối vô đó được. Hiểu cái ý này không? Hiểu cái ý là Phật không có chi phối vô cái việc nhân quả của chúng sinh. Thí dụ như đời này mình làm ác, đời sau sanh ra mình chịu quả khổ, Phật không thể nào mà chi phối vào cái chuyện biến mình khổ thành sướng được. Phật không có làm được cái điều đó. Tức là Phật không có cái khả năng chi phối vào cái lực nhân quả. Giống như khi bạn đâm đầu vào tường thì cái độ cao của khối u á, nó tỷ lệ thuận cái độ ngu khối óc thôi. Mình vô minh bao nhiêu, mình ngu đần bấy nhiêu, mình tự làm khổ mình bấy nhiêu. Phật không thể nào mà chi phối vô cái chuyện khối u đó được. Nhân quả không thể thay. Cho nên chúng tôi hay nói rằng là nếu mà mình tu thì mình tự mình phải rèn luyện tỉnh giác, ta phải hành trì để ta nhận diện những gì khổ đau. Thân tâm sát cánh bên nhau, trong ngoài phối hợp cùng nhau tu hành. Sau khi mình nhận thức được cái cuộc đời là bể khổ rồi thì hôm nay chúng ta có mặt ở đây để mà chúng ta tu. Và trước khi tu chúng ta phải học. Thì giờ phút này là chúng ta đang học. Học để làm chi? Để mà biết. Biết để làm chi? Biết để tu. Đó. Cái tiến trình của chúng ta là như vậy. Chúng ta ngồi ở đây là chúng ta cũng đang là thực hiện một cái hình thức là đang tu. Tu ở đây có nghĩa là trao dồi. Chúng ta đang ngồi trao dồi cái hạnh gì quý vị biết không? Thứ nhất là cái hạnh nghe pháp. Nhờ nghe pháp mình mới hiểu biết và mình mới lo tu. Còn nếu như mình không thực hiện cái hạnh nghe pháp thì không có đời nào mình tu được. Cái hạnh nghe pháp nó hay lắm. Ngày xưa Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên nói tóm lại là tất cả chư vị đại đệ tử thinh văn của Đức Phật cũng nhờ nghe pháp mà ngộ được chân lý. Cho nên cái hạnh nghe pháp là một cái hạnh tuyệt vời, một cái bước gọi là bắt đầu tu rất là hay. Lý do tại sao? Lý do là bây giờ tuổi tác của quý vị, chúng tôi nhìn xuống chúng tôi thấy cũng ngấp nghé hơn nửa đời người hết. Kể cả chúng tôi ở đây cũng thuộc dạng hàng trên 50 rồi. Năm nay chúng tôi 53 tuổi rồi. Là mình thuộc dạng là sống hơn nửa thế kỷ rồi. Sức khỏe thì bắt đầu nó xuống dốc. Mắt thì mờ, tai thì lãng, đầu óc thì nó bần thần lung tung. Chúng tôi nói là cái tình trạng là chưa nhiễm Covid. Nếu ai mà nhiễm Covid nữa thì thôi, nó bị cái di chứng là hậu Covid nữa. Quên trước quên sau. Thì quý vị cũng không thể nào mà về nhà mà lật kinh điển từng trang, đọc từng chữ để mà học Phật Pháp được. Cái tuổi này chúng tôi xin thưa rằng cái người mà còn làm được cái gì rất hiếm. Còn thường thì không làm được. Cho nên chúng ta chỉ có một con đường duy nhất để mà học pháp, đó là nghe pháp.
Quý vị có đồng ý với chúng tôi này không? Mình không thấy nào mà đúng một mình về nhà mà mình đêm hôm mình mở đèn lên mà mình lật cuốn kinh nó dày cả trăm trang đó, là mình ngồi mình đọc từng chữ rồi nó chưa nói về sức khỏe mình không cho phép, mắt mũi thì lem nhem, rồi chưa nói mình đọc mình có hiểu hay không, làm sao mình học được? Cho nên chúng ta chỉ có một con đường học pháp duy nhất, đó là thịnh Phật. Và chúng tôi xin báo cho quý vị nghe một điều là khi chúng ta thính pháp á, chúng ta nghe pháp á, là giống như mà người ta thường nói một câu là phùng quân nhất dạ thoại, thắng độc thập niên thư. Nghĩa là chỉ cần một đêm mà mình được ngồi đàm luận Phật pháp với cái người mà hiểu biết, người trí tuệ, thì bằng 10 năm đọc sách. Những cái gì mà chúng tôi nói trong buổi tối hôm nay là chúng tôi đã chắt lọc những cái tinh hoa nhất, những cái điều mà tạm gọi là nó quý báu nhất, nó hay nhất, cốt lõi, chúng tôi mới chia sẻ đến quý vị. Quý vị mà muốn học được những cái điều này mà qua một cách tự hàm thụ đó, tức là tự học đó, thì xin thưa rằng chúng ta đòi hỏi phải 10 năm mới có được cái điều cốt lõi như thế này. Cho nên nhớ giùm chúng tôi là khổ càng tu học thì khổ mới tiêu. Khổ mà không tu, khổ càng nhiều. Hiểu câu này không? Còn nếu không hiểu câu này, tặng câu nữa: không học Phật thì không hết ngu, mà không chịu tu thì không hết khổ. Bây giờ mình muốn hết ngu thì phải lo học. Học gì? Học Phật. Tối hôm nay là chúng ta đang học Phật. Chúng tôi cũng rất là cảm ơn quý vị đã dành cái thời gian buổi tối hôm nay để ngồi ở đây, có mặt ở đây để mà học Phật, nghe pháp. Và nhờ nghe pháp chúng ta mới mở mang trí tuệ. Cái lợi ích của cái người có học nó khác hơn cái người không có học. Rồi khi học rồi thì chúng ta mới bắt đầu thực hành. Đó. Trước đây mình chưa biết Phật pháp á, thì suốt ngày mình chỉ mơ cái quả lành. Hiểu mơ cái quả lành là gì không? Tức là mơ cho mình được thuận lợi, may mắn, hanh thông trong cuộc sống. Nào là có sức khỏe, có điều kiện, được quý nhân phù hộ giúp đỡ. Nói nôm na là vào chùa với một cái duy nhất là mong cho mình hưởng được cái quả lành. Mà chúng tôi tránh cái chữ cầu nguyện đó. Ai cũng vậy, mình đến mình cầu nguyện cho mình được cái này được cái nọ, đúng không nè? Thì đó là mình nói cái nghĩa đen của nó, nghĩa rõ ràng là mình mơ mình được hưởng quả lành. Nếu mà được những cái điều mình cầu nguyện đó thì gọi là mình đang mơ quả lành. Nhưng khi mình học Phật rồi, hôm nay chúng tôi muốn quý vị là đã là người học Phật rồi, thì mình dứt khoát không nên mơ cái quả lành, mà nên mơ cái gì? Nhân lành. Nghĩa là mình mơ làm sao mình có được thời gian, có sức khỏe để mình học Phật, tạo cái nhân lành, để mình vào chùa, mình tu viện Như Giác, để mình tham gia những cái khóa tu. Mình có thời gian để mình tham gia khóa tu, mình có điều kiện vật chất để mình bớt lo cái chuyện cơm áo gạo tiền, để mình vào đây mình để mình tham gia khóa tu, là mình mơ cái nhân lành thì nó tốt hơn là mơ cái quả lành. Vì mơ cái nhân lành là có thể làm được, còn mơ cái quả lành thì nó hên xui à. Tại quả mà, cái quả là do cái nhân đời trước mình tạo, không biết mình có tạo hay không mà bây giờ mình mơ, phải không nè? Cho nên mơ cái nhân lành thì nó hay hơn. Vì vậy
Mình đến chùa thì mình nguyện cái gì? Xin cho con bình thản, tức là cái tâm của mình là cái gì? Trước nghịch cảnh cuộc đời, dù bị mắng bằng lời hay bằng điều mưu hại, xin cho con tự tại trước bao điều không hay. Dù cuộc sống đổi thay, đường tu luôn vững bước. Mình mong như vậy đó, mong là cái nhân lành thôi, chứ không có mơ cái quả lành. Xin cho con hoan hỷ khi thấy người thành công hoặc tôn tạo phước lành như chính con làm được. Cho con biết im lặng, không nói lỗi của người, chỉ lặng lẽ dùng lời cầu cho người hết lỗi. Đó. Như vậy thì trên thế gian này không có cái bằng nào bằng cái bằng lòng, và cũng không có cái biết nào bằng cái biết đủ. Đối với vật chất, của cải, tài sản, danh lợi thực thì nên biết đủ. Nhưng mà đối với thiện pháp thì không nên biết đủ. À, đối với cái quả lành thì nên biết đủ, nhưng mà đối với cái nhân lành thì không nên biết đủ. Đơn giản là gì? Khi mình gặp cái quả lành đó là mình hưởng phước. Mà nếu như mình hưởng phước hoài thì phước nó mòn đi, nó hao đi. Còn nếu như mà mình gặp được cái nhân lành thì cái phước mình nó tăng lên. Nhân tạo ra nó quả mà. Cho nên nhiều khi mình cứ mong cho mình được cái này được cái nọ, sau này mình không mong nữa, cái nào đến cũng được. Tu theo Phật thì an nhiên tự tại, dẫu thế nào tâm mãi an vui. Tùy duyên tùy lúc tùy nơi, thực hành lời Phật đời đời an vui. Nếu như mình không thực hành lời Phật á, thì mình gặp được cái cảnh thuận mình vui, gặp cảnh nghịch là mình buồn. Nếu mình không thực hiện lời Phật á, thì mình thấy những cái điều mà chướng tai gai mắt mình sân si dữ lắm. Mình chỉ thấy những cái điều gì mà thuận tai, thuận mắt thì mình vui. Cụ thể như hãy gặp ai khen mình là mình vui à, mà hãy chê là buồn. Được lợi là vui, mất lợi là buồn, không biết từ đâu. Mà chúng ta xét đi, cuộc đời này mình đến với thế giới, đến với cuộc đời này thì sao? Sanh thì chẳng mang đến, chết thì chẳng mang bằng đi, chào đời thì hai tay trắng, mà lìa đời thì trắng hai tài. Chỉ có nghiệp kiếp này là nhân đó, còn vương vấn kiếp sau. Thì sống sao cho phải đạo, đừng giả bộ ngọt ngào mà lòng đầy binh đao, hại người bằng tâm ác, quả báo muôn đời sau. Như vậy thì không có cái biết nào bằng cái biết đủ. Chính vì mình không biết đủ cho nên lúc nào mình cũng tranh thủ. Bây giờ mình chuyển cái chuyện mà không biết đủ đó sang là đối với thiện pháp, sự tu tập, thực hành lời dạy của Đức Phật là không nên biết đủ. Hay nói một cách khác là nên tạo cái nhân lành thì không nên biết đủ. Còn cái gì mà tạo nhân ác thì nên biết đủ dùm. Cái người tu của chúng ta là chúng ta chuyển hướng cái sự gọi là ham muốn á, nó chuyển sang cái thành cái sự ham tu. À, tức là chuyển cái tâm mà mong cầu hưởng quả thì bây giờ chuyển sang cái tâm là mong cầu tạo cái nhân lành. Đó. Tức là mình cũng được quyền tham. Nhưng mà cái tham này là tham thiện. À. Con người thì ai cũng tham hết. Nhưng mà phải biết việc làm đúng sai. Cái việc làm sai thì không nên tham, mà việc làm đúng thì nên tham. Đó. Bây giờ tất cả chúng ta đều là phàm phu hết, ai cũng có tham trong người hết á.
Nhớ giùm chúng tôi điều này. Ai cũng có tham trong người hết. Kể cả các sư thầy, nếu chúng ta mà nhìn không khéo, chúng ta cũng thấy các sư thầy sao tham. Để rồi cái tâm chúng ta lại phiền não. Có những người thiếu trí tuệ, nhìn sao thấy sư thầy sao mà xây chùa cho bự lên chi, rồi ham tiền của vật chất chi, rồi khổ. Và chúng ta nhìn ở một cái khía cạnh bằng tâm của mình, bằng nhìn sao mà nhìn bằng tâm của ta được. Các sư thầy cũng tham, nhưng mà cái tham của thầy là tham thiện. Hiểu cái từ tham thiện không? Tức là các sư thầy có vật chất, có điều kiện để các sư thầy xây dựng cơ sở chùa chiền. Các sư thầy có vật chất điều kiện, các sư thầy mới nghiên cứu Phật pháp để mà đi chia sẻ cho mọi người. Cho nên cái tham này là tham thiện. Nghĩa là hãy còn là chúng sinh, còn là phàm phu thì chúng ta phải sống trong tham sân si. Hiểu không? Thì bây giờ là mình tham để mà khởi lên cái thiện pháp, giống như tứ chánh cần vậy đó. Thứ nhất là dục cần, rồi thận cần, trừ cần, tu cần và bảo cần. Tức là thận trừ tu bảo. Hiểu bốn cái từ này không? Thận cần là gì? Là mình cố gắng. Nỗ lực cần là sự siêng năng mà. Cần ở đây là tinh tấn đó. Mình cố gắng nỗ lực, cẩn thận, ngăn chặn không cho bất thiện pháp sanh khởi. Có nghĩa là mình nỗ lực cố gắng làm sao cho mình đừng bao giờ làm ác. Đó là thận cần. Trừ cần là gì? Là mình phải cố gắng nỗ lực, cũng xuất phát từ lòng tham đó, để trừ đi những cái bất thiện pháp nào, những cái tội lỗi gì, những cái việc sai trái nào mà đã sanh khởi. Tu cần là gì? Là những cái thiện pháp nào mà chúng ta đã sanh khởi rồi thì chúng ta phải cố gắng nỗ lực cho nó tăng thêm. Ví dụ như bây giờ mình đã có duyên với tu viện Như Giác rồi, tôi thấy ví dụ vậy đó. Hàng tháng thì chúng ta phải thường xuyên đến đây để mà nghe kinh, văn kinh, thính pháp, để mà mở mang tri kiến, có một cái nhìn đúng đắn về cuộc đời này. Khác nhau ở một cái nhìn thôi. Đời hư hay thực, tâm mình sáng soi. Tất cả mọi người dưới đây, kể cả chúng tôi, mỗi người có một cái nhìn. Thì nó khác nhau một cái nhìn. Đời này là hư hay là thực thì cái tâm của chúng ta rõ biết, sáng soi. Chỉ là trong một tầm tay, người thì xây hạnh phúc mà người rơi an bình. Chỉ là khác một cái nhìn, người vui an lạc mà người chìm khổ đau. Chúng tôi xin ví dụ. Mình thì mình gặp khổ mình sợ lắm. Nghe thấy khổ rồi ai cũng sợ rồi. Nhưng mà cái người có trí tuệ thì thật sự thì mình tu, mình nói cái tu là cái người tu không có sợ khổ. Sợ khổ lấy gì tu? Thấy khổ mà tâm không động, đó mới là công phu. À, chứ bây giờ mình có tối ngày mình cứ sợ cái khổ mình né riết. Rồi mình đâu có gọi là lửa thử vàng, gian nan thử sức. Mà khổ đau á, nghịch cảnh nó thử lòng người tu. Mà tối ngày mình cứ sợ mấy cái khổ đau nghịch cảnh thì sao tu? Đúng không nè? Tức là cái thời chiến tranh á thì mới biết người nào là anh hùng. Phải không nè? Chứ bây giờ thời bình mà tối ngày mình mặc áo giáp, mình ở trong thành quách, kính cổng cao tường, rồi mình mang giáp đeo gươm, mình tự xưng mình anh hùng. Đến chừng mà có giặc là mình bỏ mình chạy.
Mình là vậy đó. Hằng ngày quét rác trong tâm, tưởng rằng rác sạch, âm thầm mừng vui. Bỗng đâu cơn gió thổi về, ôi thôi rác cũng tơi bời như xưa. Như vậy thì cái người tu họ không có sợ nghịch cảnh. Bởi vì lửa thử vàng, gian nan thử sức, mà nghịch cảnh thử lòng người, người tu. Cái người con Đức Phật thì họ, ai là những người con Phật? Phải thức tỉnh thức thời, sống trong cơn buồn thận cũng vui, mà sống trong cảnh ngược dòng cũng thích. Đó, cơn hoạn nạn là sống theo hoạn nạn, lúc an nhàn thì sống cảnh an nhàn, đứng nơi đâu cũng thấy tâm an. Trong núi nọ làm chi cho nhọc, mình có cái bệnh là mình đứng núi này, mình trong núi nọ. Cái bờ cỏ nó xanh của cái đồi bên kia, chứ đồi bên đây không có xanh. Nó lạ vậy đó. Mình đứng bên đây đồi, mình ngó bên kia, mình thấy sao đồi bên kia cỏ nó xanh, mà trong cái đó cái đồi bên đây mình cỏ nó cũng xanh vậy mà mình không thấy. Thì mình có cái bệnh là đứng núi này trong núi nọ. Cho nên hôm nay chúng tôi đến với đạo tràng chúng ta một cái bài pháp có cái tựa đề là chúng ta nên tu tập, tức là pháp học, pháp hành. Chúng tôi nhấn mạnh cái pháp hành, tức là học, chúng ta học nhiều rồi, nhưng bây giờ chúng ta phải hành. Hành là gì? Hành tức là chúng ta ứng dụng pháp bảo, lời dạy Đức Phật vào trong người. Mà chúng tôi thường hay là hay nói đùa, chúng ta nên mặc cái áo giáp pháp vào trong người. Không có cái biết nào bằng biết đủ, mà không có cái vui nào bằng vui pháp. Vui mà vui pháp mới là vui. Vui mà không pháp á, thì chôn vùi thể nhật. Cho nên mình tham mà tham thiện mới gọi là vui pháp. Còn tham mà không phải tham thiện, mà tham mà dẫn đến điều bất thiện, thì cái tham đó, vui đó mà nay vui mà đời sau nó khổ. Hiện tại vui mà tương lai khổ. Vui đó nhưng mà buồn đó. Còn cái vui pháp á, là nay vui đời sau vui. Hiện tại vui mà tương lai là vui. Cho nên chúng tôi hay nói một câu là không có cái vui nào bằng cái vui pháp. Và cuối cùng là không có cái buồn nào bằng cái buồn ngủ. Vì buồn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ không tha tà bữa nào. Nói nghe nó đùa nhưng mà phân tích ra chi pháp nó hay lắm. Buồn ngủ là gì? Hôn trầm thủy miên, sự giả dưỡi mệt mỏi buồn ngủ. Và cái trạng thái này là một trong năm cái pháp cái, nó ngăn che cái trí tuệ của chúng ta. Nó lạ lắm quý vị. Ngồi nghe pháp thì nó ngủ gà ngủ gật, mà hết bài pháp rồi đó nghe, nó tỉnh như sáo rồi đó. Ngồi trong đây mà cứ nghe mà giảng sư nào mà cứ giảng điều hồi là ngủ hết. Nhưng mà sao ngưng cái bài giảng là cái mình tỉnh bờ. Đó là cái gọi là cái pháp truyền cái đó. Mình có năm cái pháp nó ngăn che cái trí tuệ của mình. Cái pháp thứ nhất mà nó có cái bản chất là ngăn che trí tuệ của mình, đó là tham dục cái. Cái lòng tham nó ngăn che mình lắm. Tham quá cái ngu si luôn. Con người mà nó tham quá được bây giờ không? Tham quá thì cái nó mất đi cái trí tuệ. Tham dục cái. Cái thứ hai là sân độc cái, là cái tâm sân của mình giận lên là mất khôn rồi. Tham quá thì thâm đó, đều là những cái dẫn đến cái mất trí tuệ của mình. Thứ ba là gì? Thứ ba là trạo hối cái. Trạo ở đây là trạo cử, phóng dật. Hối là hối hận, hối tiếc. Thì hai cái trạng thái tâm lý này nó cũng làm cho mình bị mê muội đi, bị mất trí tuệ đi, bị vô minh đi.
Trạo hối hay trạo cử hay còn gọi là dễ vui á, thì nghĩa của cái chữ trạo cử là gì? Là mình cứ đam mê trong trong gọi là sắc tài lục dục, hay còn gọi là đam mê trong ngũ trần. Không biết từ đâu mà sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc mình thích dữ lắm. Rồi mình lại buông lơi theo ác pháp, buông lơi theo thiện pháp mà buông xuôi theo ác pháp. Buông lơi là sao? Tức là mình không có mặn mà trong cái việc tu tập, mình không có nhiệt tình hết mình trong cái việc mà thực hành pháp của Đức Phật, là gọi là buông lơi trong thiện pháp. Ai mà rủ mình làm thiện pháp cái mình quậy dậu lắm, là lơ là đó, buông lơi. Nhưng mà mình lại buông xuôi theo ác pháp, là hễ mà ác pháp khởi lên là mình nắm, mình xuôi tay nhắm mắt theo luôn, giống như là mình không có một cái gì mình cưỡng lại. Cụ thể như mỗi lần mà tham nó khởi lên, sân nó khởi lên, mà mạng nghi tật đố ganh thì nó khởi lên rồi là mình theo nó luôn, chứ không có cách gì mình cưỡng nổi. Nó lạ cái chỗ đó, mình không có nào mình cưỡng nổi được cái sự ham muốn sân hận của mình. Nó khởi lên rồi thì nó phải cho nó tanh bành lục tặc luôn thì mới được. Thí dụ nóng lên rồi là phải mắng nhiếc chửi rủa la ó ôm sờm, giống như lửa sân mà nó thiêu cả cái rừng công đức, nó cháy rụi rồi nó mới ngồi, nó mới yên, chứ không có tài nào mà ngăn chặn được. Thầy có lần chúng tôi gặp cái cô Phật tử đó, cô nói tánh con nó trực tính lắm, thẳng tính lắm, con giận là con chửi liền, con giận là con nói liền, con nói con chửi rồi thôi chứ con không có để bụng. Cái sư mới nói ủa, cô giận lên mà cô đã chửi người ta rồi thì cô đã tạo nghiệp rồi thôi, chứ không lẽ giờ cô vừa giết người ta nữa hay sao, hay cô ăn thịt ta luôn hay sao mà nói thôi. Khi mình sân lên là mình đã chửi người ta là mình đã tạo nghiệp rồi, hiểu ý sư nói, tức là mình đã đốt đi cái công đức của mình rồi, nhưng mà lửa cháy rồi, rồi mình chửi đã hồi mệt cái mình nguội. Mình ngủ đây là do mình chửi đã rồi, tức là mình cháy hết rồi. Giống như một cái lửa nó phụp, nó phừng lên, nó cháy xong rồi nó rụi xuống, nó còn tro tàn ấy, mình cái cảm nhận ồ, giờ mình là mình chắc là nó tánh mình nó chửi rồi thôi, chứ mình đâu làm gì ta đâu. Trời, muốn gì nữa đi, chửi người ta là tội lỗi quá trời rồi, còn muốn chắc ăn thịt ta luôn hay sao mới vừa lòng hay sao. Tức là mình buông lơi theo mình buông lơi đối với thiện pháp mà buông xuôi theo ác pháp. Đó, buông xuôi là vậy, không có cưỡng được. Không cưỡng được. Đó là dễ vui. Rồi hối tiếc. Những cái chuyện đã qua mình hối dữ lắm. Tiếc là tại sao lúc đó mình không như vậy vân vân. Rồi kế đến là gì? Trạo hối cái, rồi hôn thủy cái. Hôn thủy là sự hôn trầm, thủy miên. Nghĩa của nó dễ hiểu là sự mệt mỏi, giả dưỡi, buồn ngủ. Quý vị có cái tâm trạng này không? Nhiều khi ngồi cái nó hôn trầm lắm, nó sao sao, nó lơ lơ lửng lửng. Rồi cái nó mệt mệt mỏi mỏi, cái nó ngủ, nó ngủ gục. Đó là cái trạng thái, đó là một trong những cái pháp nó ngăn che đó. Mà không hiểu tại sao cứ mỗi lần lật quyển kinh ra đọc là nó dễ ngủ lắm. Hồi xưa chúng tôi cũng bị nữa. Cứ lật cuốn kinh ra đọc thì xin lỗi quý vị, chưa hết ba trang nữa rớt cuốn kinh lần nào cũng hay rồi. Nhưng mà đọc tiểu thuyết thì xưa say mê lắm. Là vì mình buông xuôi theo ác pháp mà buông lơi trong thiện pháp. Chúng tôi hay ví dụ là tại sao mình không thể nào đọc kinh, ngồi thiền, niệm Phật, niệm chú suốt đêm được. Buồn ngủ dữ lắm, mệt dữ lắm. Nhưng mà mình có thể ngồi, xin lỗi quý vị nghe, chơi đánh bài tứ sắc sáng đêm được. Vì sao? Vì khi mình chơi đánh bài đó, chúng tôi xin mượn cái hình ảnh này thôi, mình ăn người ta cái mình vui, mình thua người ta cái mình buồn. Mà nó cứ vui buồn, tham rồi sân, sân rồi tham, tham rồi sân, suốt đêm hồi nào không hay. Còn mà ngồi mà hành thiền tĩnh tâm á, mà nó không tham không sân, chịu không nổi, nó buồn dữ lắm.
Nó khởi lên cái tâm là giả dưỡi mệt mỏi, hôn trầm thị miên liền. Mình ngồi mà chơi đánh bài thì mình ngồi sáng đêm được, chứ mình ngồi thiền sáng đêm không được, ngồi chừng chút là nó ngủ gục à. Cái hôn trầm thị miên nó kéo tới. Cái dạng này là dạng là buông lơi theo thiện pháp mà là buông xuôi theo ác, ác pháp. Hôn trầm thị miên, cho nên chúng tôi mới nói là không có cái buồn nào bằng buồn ngủ. Trong tất cả các cái nỗi buồn, buồn cho đời, tình đời, rồi sự nghiệp, công danh, lỡ làng, rồi nói chung là biết bao nhiêu cái buồn, nhưng mà tất cả những cái buồn nó không có cái buồn nào bằng cái buồn ngủ hết. Vì những cái buồn đó nó sẽ qua. Kể cả buồn tình đi nữa là cũng có vài năm nó qua chứ đâu có kéo dài được. Nhưng cái buồn ngủ này theo mình suốt đời luôn. Bạc đầu rồi mà vẫn còn buồn ngủ, đừng nói chi mà con trẻ. Cho nên chúng tôi hay nói vui là buồn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ không tha bà bữa nào. Thì kính thưa quý vị, hôm nay vì cái đường xá rất là xa xôi, chúng tôi đi hồi khoảng 4 giờ chiều. Rồi trên con đường đi thì đường nó cũng xe cộ nó đông lắm. Đến đây là vừa đúng trước khoảng chừng 5 phút là lên đây giảng luôn. Chúng tôi cũng sợ là nó không kịp giờ, cũng may sao Long Thần hộ pháp chư thiên giúp cho chúng tôi cũng vừa đến đây đúng giờ 7 giờ giảng. Và chương trình của chúng tôi tính là trên đây giảng đúng 1 tiếng đồng hồ thôi, thì chúng tôi cũng phải trở về. Nghe ít mà hiểu nhiều, còn hơn là nghe nhiều mà không hiểu bao nhiêu hết. Thôi thì hình như là đây là lần thứ hai. Không biết quý vị trước đây có còn gặp chúng tôi, trước đây cũng lâu lắm rồi, hình như là khoảng cũng 6-7 năm rồi đó, chúng tôi có đến đây một lần. Và cái lần đó chúng tôi giảng xong mà chúng tôi nghỉ lại ở đây luôn. Rồi sáng khoảng 5 giờ sáng chúng tôi đi qua Bình Phước để tiếp tục giảng. Tôi nhớ mang máng như vậy. Và đây là lần thứ hai chúng tôi được trở lại tu viện Như Giác. Chúng tôi cũng rất là hoan hỷ là thấy Phật tử chúng ta tham dự khóa tu rất là đông. Và được biết là hàng tháng có cái chương trình là Phật tử tụ trung về tu viện để mà học Pháp một ngày, tu học nghe Pháp một ngày. Thì chúng tôi mong rằng là những cái lần sau chúng ta sẽ được tinh tấn hơn, vững chắc niềm tin hơn, tu tập được nhiều hơn, và sẽ lãnh hội được nhiều Pháp mà từ các vị giảng sư giảng hơn. Cho nên chúng tôi xin được kết thúc bài giảng ở đây. Trước khi dứt lời, cho phép Chánh Định được nói lời tri ân đến ban tổ chức, và đặc biệt là tất cả các Phật tử hiện diện nơi đây. Quý vị đã cho Chánh Định một cái duyên lành. Tôi mơ là cái duyên này, có quý vị chúng tôi mới giảng được bài pháp này. Nếu không có thì chúng tôi không thể nào mà hoàn thành được cái bài pháp hôm nay. Cho nên chúng tôi rất là biết cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị sức khỏe, bình an và thân tâm luôn được an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay đạo tràng tu viện Như Giác chúng con thật có phước duyên được nghe những lời pháp thoại vô cùng quý giá của Thượng Tọa Giảng Sư để làm tư lương trên bước đường tu nhân học Phật. Chúng con xin tinh tấn tu học và thực hành những lời pháp thoại của Thượng Tọa Giảng Sư để ứng dụng vào đời sống hàng ngày, để có được một đời sống an lạc trong cuộc sống hiện tại này, để sớm thành tựu được lý tưởng giác ngộ giải thoát. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Cung thỉnh ban nghi lễ, cung thỉnh chuông trống bát nhã để cung tiễn Thượng Tọa Giảng Sư.
Kính mời toàn thể đạo tràng đồng niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Nam mô 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 Bồ Tát Quan Thế Âm.